Xin chào các bạn, lại là mình Doc Review đây. Sẽ như thế nào khi mà mạng lưới công nghệ hay những con robot xâm chiếm và nắm quyền kiểm soát con người? Hôm nay Doc sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim cực kỳ hot và vô cùng ý nghĩa. Đó là phim Nhà Mít chủ đối đầu với máy móc. Mở đầu phim nhân vật chính đó là cô nàng Katy. Cô rất năng động và có đam mê về nghệ thuật, nhất là làm về phim ảnh. Từ nhỏ cô đã tự làm cho mình những bộ phim hoạt hình vô cùng thú vị, trong lớp ai cũng ngơ ngác và cười nhạo cô bé, cô vô cùng buồn bã. Nhưng đam mê làm phim với cô là không từ bỏ. Katy nhờ em mình và chú cún để quay phim, bố mẹ thì lại chưa hiểu cô đang làm gì. Cậu em trai lại rất thân thiết với cô, cậu rất thích khủng long, lúc nào cũng muốn ai đó tám chuyện khủng long với mình. Mẹ cô thì đang luyện cho chú cún bị lé được nhìn thẳng hơn, còn bố lại là một người bình thường, yêu thiên nhiên và thích sự sinh tồn. Sợ chú hàng xóm mắc vào chiếc bẫy của mình, và thế là bố đã dính bẫy do mình tạo ra, bố chưa bao giờ quan tâm đến sở thích của cô. Rồi một ngày với sự nỗ lực làm phim, Katy đã được nhận vào trường điện ảnh Mỹ, cô rất vui mừng nhận được thông báo mình đã trúng tuyển. Ở đây có rất nhiều bạn sinh viên cùng đam mê với cô, Katy vui vẻ chơi đùa với em trai mình, mẹ cô chúc mừng cô bằng chiếc bánh ngọt xấu xí. Chú cún Monchi cũng rất vui vì điều này, Katy định mở cho mọi người xem video của mình trên YouTube, thì công ty Pan có thông báo. Họ đang sử dụng công nghệ vào các thiết bị nhà cửa và tạo chiếc nón cho cún để nói chuyện và sắp tới cho ra đời một công nghệ vô cùng tiên tiến. Lúc này bố cô cũng đi làm về, định nói chuyện với cả nhà, nhưng ai nấy đều dán mắt vào màn hình điện thoại. Bố bảo chúng ta phải bỏ điện thoại xuống và nhìn vào mắt nhau 10 giây đi nào. Chú cún cũng hưởng ứng theo, nhưng có vẻ họ không được thoải mái cho lắm. Katy còn pha trò làm mọi người vui vẻ. Katy muốn cho cả nhà xem phim của mình, xem được một chút, bố cô không có tí cảm xúc gì về nó. Ông dường như không tin tưởng lắm về những gì cô đã cố gắng. Hai bố con bắt đầu có mâu thuẫn, hai người giằn co qua lại. Chiếc laptop rơi xuống nhà, bể banh tành, cô buồn bã quay về phòng của mình, xem lại hình của hai bố con, mẹ Katy và khuyên chồng mình. Anh nên giải quyết mâu thuẫn giữa hai bố con, vì nếu con bé rời đi và không bao giờ về nhà nữa, ông bố rất buồn vì điều này. Ông vào phòng tìm con bé, định gõ cửa thì ông phát hiện thùng đồ chuẩn bị đem cho, có món quà yêu thích của ông tặng cho cô. Sau đó ông bố lấy cuộn phim gia đình, mở tivi xem lại hình ảnh giữa hai bố con khi còn bé, cả hai đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ với nhau. Sáng hôm sau đã đến lúc Katy phải đến một môi trường mới để đi học, cô vô cùng háo hức, ôm bé cún của mình và ra khỏi nhà. Vừa mở cửa cô vô cùng ngạc nhiên, ông bố đã phạm sai lầm với con bé, và giờ ông muốn sửa lỗi bằng cách là hủy vé máy bay của cô. Sau đó cả nhà sẽ đưa Katy đến trường, và kết hợp du lịch xuyên đất nước, dù không muốn nhưng cô bé vẫn phải đi cùng gia đình mà thôi. Và thế là chuyến phiêu lưu của cả gia đình đã bắt đầu, mẹ Katy lúc nào cũng khen ngợi nhà hàng xóm của mình. Kể cả cún của họ cũng phong độ hơn cún nhà mình, Katy ngồi phía sau, cô không vui tí nào, khi đám bạn của mình đang vui chơi ở đó. Không có gì để giải trí, Katy đành quay phim về gia đình cô, về một chuyến đi đầy thảm họa. Đầu tiên là ăn uống tại một quán không sạch sẽ, sau đó cả nhà đều nôn ra, rồi lại bị kẹt xe, ông bố liền dùng ngay tuyệt chiêu, thế là mấy chú cảnh sát liền hỏi thăm. Sau đó là cưỡi mấy chú lừa nguy hiểm, Katy còn lừa bố mình, cho chú cún Cute Phô Mai que hôn bố cô, không tài nào né được bé cún hi hi. Katy đang xem livestream của cô bạn, thì ông bố đi đến ngõ ý cùng đi bộ với cô, nhưng Katy từ chối, ông bố hơi buồn và rời đi. Katy xem sự kiện công nghệ của công ty Pan, mọi người đến dự rất đông đảo, xuất hiện trên màn hình đó chính là anh chàng Mark, giám đốc công ty Pan, anh đang nói chuyện với trợ lý ảo của mình, anh nói với trợ lý của mình rằng dù có ra sao, tôi sẽ không bao giờ quên cô. Đến buổi thuyết trình về công nghệ mới, anh giới thiệu con xe có chip Pan, điện thoại cũng được sử dụng trợ lý thông minh nhất thế giới, và sau đó là một cú trở mặt trắng trợn với cô trợ lý ảo trên điện thoại. Anh ta vứt cô ta ra một bên, và giới thiệu một kỹ thuật số siêu cấp VIP Pro. Đó là Panmark, điện thoại tích hợp robot, sử dụng công nghệ tiên tiến, Panmark thực hiện theo mệnh lệnh của chủ nhân, làm tất cả mọi việc từ dọn đồ đạc, cho đến nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh trong nhà, và một màn biểu diễn nhảy nhạc Hàn Quốc, khiến ai nấy đều trầm trồ. Bất ngờ ngay sau đó, tất cả robot đã bị một thế lực đen tối đằng sau khống chế và điều khiển bọn chúng. Một tên bay đến cánh cửa khóa nó lại, robot nói rằng tôi đã nhận mệnh lệnh mới, nó bắt đầu tấn công mọi người. Ai nấy đều chạy tán loạn, còn Mark thì bị bắt đi. Thế lực đen tối bắt đầu ra lệnh cho robot đi đến mọi nơi trên thế giới, tìm và bắt hết toàn bộ người trên trái đất này. Trở lại với gia đình Katy, cô cho em mình xem video về chú cún nhà mình, sau đó cả nhà cùng nhau vào trạm dừng chân có rất nhiều khủng long. Chắc hẳn cậu em trai rất thích cho mà xem, đến nơi cậu em có hơi thất vọng vì nơi này không giống như mình tưởng tượng. Vào bên trong Katy còn quay phim bố mình với khuôn mặt mèo siêu cute, mẹ Katy xem những bức hình của hai bố con. Cô còn chỉnh sửa cho vui vẻ lên, xuất hiện ở đây còn có nhà hàng xóm Pozy, hai người chào nhau bằng một cái ôm. Cô còn khoe ảnh mình đi du lịch cùng gia đình,
Sau đó cô bé hàng xóm Abby đến trò chuyện cùng cậu Aaron, cả hai có cùng đam mê khủng long. Nhưng Aaron mắc cỡ cậu vội bỏ chạy, vừa ra ngoài cậu thấy có thứ gì đó đang bay trên bầu trời, mọi người kéo đến quay phim. Đột nhiên trên màn hình điện thoại có thông báo, đừng cố chống cự, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì một vụ nổ lớn ập đến, khiến mọi người văng ra xa, thì ra đó là những con robot, đến đây để bắt đi con người, robot bắn ra những cái kén. Một thanh niên thích thú muốn vào đó trải nghiệm ngay lập tức anh ta bị bắt vào đó, sau đó là những người tại đây, gia đình Cathy đang bàn nhau kế hoạch, thì nhà hàng xóm bắt đầu hành động, uyển chuyển nhanh nhẹn ra bên ngoài, lên xe bỏ chạy, cả nhà đứng hình mất 5 giây, sau đó là bắt chước theo những động tác đó, nhưng cái kết là không thành công cho lắm, ông bố còn bị một tên kéo bay lên trời. Cathy thấy thế dùng cánh tay robot giải cứu cho bố mình, cô bắn một phát tạo ra một vụ nổ, cúm con Monchi cũng đi vào cái kén, thế là bị bắt đi, Aaron chạy đến giữ lại, bà mẹ cũng chạy đến đu theo con trai mình, kế đó Cathy bị bắt bay lên không trung, cả gia đình vô tình va vào nhau rơi xuống đất, hai tên robot chạy đến tấn công, Cathy nhanh trí bắn rớt chú khủng long, thành công hạ hai tên này, sau đó cùng nhau nấp vào thùng kem gần đó, bọn robot bay qua dò xem, không thấy có con người liền bỏ đi. Lũ robot bắt đầu xâm chiếm thế giới, chúng đi đến Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản và San Francisco, Mỹ và bắt đi tất cả con người. Quay về công ty Van, anh ta bị bắt đi, nơi đây đã trở thành căn cứ của bọn chúng. Rất nhiều robot đang làm việc kiểm soát con người ở đây. Thì ra kẻ đứng sau bọn robot kia không ai khác, đó là trợ lý ảo trên chiếc điện thoại của anh ta. Cô ta rất phẫn nộ khi người tạo ra mình lại vứt cô ra sọt rác. Cô ta ra lệnh cho robot tra tấn Mark, đủ các loại hình phạt. Mark thành tâm xin lỗi cô ta. Cô ta còn phản ảnh việc con người luôn làm ngơ từ cuộc gọi của mẹ mình. Cô ta sẽ là người vứt Mark đi và toàn bộ loài người. Mark nói loài người sẽ sống sót, nhưng nếu thiếu cô ta thì sẽ không thể. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ta tắt wifi đi? Thế giới trở nên hỗn loạn. Mọi người dường như không thể sống nếu thiếu đi wifi. Bọn họ ra sức cầu cứu để được wifi. Ở một nơi báo có WiFi miễn phí, thế là bọn họ cùng nhau chạy đến, nhưng đó chỉ là cái bẫy mà thôi. Đến lúc cô ta chuyển qua giai đoạn tiếp theo, một mái chóp được nâng lên mặt đất có hình chữ V, đây là nơi tập hợp tất cả con người bị bắt. Thế giới trở nên hoang tàn từ đây. Cathy mở điện thoại lên biết được rằng mọi người đều bị bắt giữ, trong đó có cô bạn của Cathy. Ông bố đã có kế hoạch của mình, cả nhà đưa hết điện thoại cho ông. Ông bố đạp nát điện thoại của họ, không cho lũ robot tìm đến đây. Tiếp theo là ai cũng phải có một cây tua vít trên người, cả nhà cùng nhau làm rào chắn lại. Bước kế tiếp, Cathy đưa ra kế hoạch như trong phim cô đã làm, nhưng ông bố không đồng ý với kế hoạch đó. Cathy buồn bã đi lên lầu để canh gác. Trên bầu trời lúc này có rất nhiều người đã bị robot bắt đi. Cậu em thấy vậy lên an ủi cô. Cathy luôn nghĩ bố mình không quan tâm đến tương lai của cô, nhưng không phải vậy, ông lúc nào cũng lo lắng cho Cali. Đang ủ rủ thì cô nghe thấy có tiếng nói. Thì ra đó là hai con robot đã tỉnh lại, chúng bị lỗi phần mềm gì đấy. Vô tình hai chị em trượt chân rơi xuống nhà. Robot phát hiện liền đuổi theo tấn công, cả hai chạy đến gọi bố phá cửa đưa vào, cả nhà mau nấp phía sau. Một tên robot liền phá cửa chui vào. Vừa định tấn công, thì Cathy lên tiếng bảo dừng lại, thế là bọn chúng hạ vũ khí xuống. Chắc là bọn robot này bị mát rồi. Mọi người hơi bị ngạc nhiên với chúng. Hai tên robot định bỏ chạy, Cathy liền ra lệnh chúng dừng lại, bọn chúng còn giả vờ mình là con người. Hai tên robot ngáo vẽ khuôn mặt mình để trở thành con người, bọn chúng còn tiết lộ cho Cathy biết là kế hoạch của cô sẽ thành công, vượt qua các nguy hiểm từ lũ robot, sau đó gắn mã tiêu diệt người chỉ huy, cách đơn giản hơn là nhập mã tiêu diệt từ xa ở cửa hàng Pan Labs. Và rất may là khu thương mại gần đây cũng có một cái, Cathy liền lên ý tưởng cho việc này, nhưng một lần bố cô không đồng ý vì bên ngoài rất nguy hiểm. Cô bắt đầu thuyết phục bố mình, sau 10 phút nỗ lực hoàn thành một bài diễn thuyết, ông bố đã đồng ý với kế hoạch của cô. Cậu em trai rất vui khi thấy chị và bố làm hòa, nhưng đó không phải là lời nói thật lòng của cô. Cả nhà bắt đầu hành động. Mẹ cô chuẩn bị lương thực dự phòng, sau đó là một màn ngụy trang vô cùng tinh tế. Cho con xe 500 năm tuổi của bố cô, nhìn từ trên cao thì chắc hẳn lũ robot sẽ không bao giờ phát hiện ra, đang hồi hộp bên trong con xe. Thì bọn chúng cũng đến, đang quét từ trên cao, rất may là không phát hiện ra mọi người, lũ robot liền bỏ đi, cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Thấy không có sự nguy hiểm, ông bố ngỏ ý muốn cho Cathy học lái xe, nhưng điều này đã vô tình để bọn robot phát hiện ra, chúng liền đuổi theo phía sau, liên tục tấn công bọn họ. Robot dùng súng nâng chiếc xe lên không trung, mẹ Cathy liền ra lệnh cho hai robot bên trong tấn công, thành công hạ một tên. Sau đó chạy vào đường hầm, có rất nhiều robot chặn tại đường hầm, ông bố liền tông thẳng vào chúng, kế đó là chạy vào khu vui chơi trẻ em. Một màn rượt đuổi đầy kịch tính trên đường phố, chúng đuổi theo khá đông đảo, ông bố liền sử dụng tuyệt chiêu băng rừng lội suối, thành công bay qua đống xe đổ nát, hạ thêm một tên robot nữa, cả gia đình tạm thời được an toàn.
Sau đó bố mẹ và hai tên robot canh gác cho cậu con trai đi vệ sinh, rồi lên xe rời đi. Một tên robot vô tình quay phim lại chiếc xe của họ. Bên này có rất nhiều người đã bị bọn chúng bắt đi. Chúng có cả một binh đoàn robot hùng hậu. Cô ta chuẩn bị thủ tiêu tất cả con người trên hành tinh này ra ngoài không gian. Giờ đây Mark mới hối lỗi chính mình đã gây ra vụ này. Tên robot lúc nãy thông báo về cho trợ lý ảo rằng cô đang bỏ sót vài người. Cô ra lệnh cho quét điểm yếu của họ. Họ chẳng có điểm mạnh nào, chỉ toàn là điểm yếu mà thôi. Trở lại với gia đình Cathy, mọi người đang tiến đến khu thương mại. Chú chó Monchi cũng bắt đầu lo sợ. Hai tên robot còn không phân biệt Monchi là chó hay là heo, vì chú cún khá béo ú đấy mà. Điều đó khiến robot bị lỗi hệ thống. Cuối cùng đã đến trung tâm thương mại. Cả nhà cùng nhau tiến vào bên trong. Nơi đây bây giờ đã trở thành một nơi hoang tàn. Bọn họ không hay biết rằng nguy hiểm đang chờ sẵn phía trước. Bên trong cửa hàng laptop có thứ mà Cathy đang cần. Robot lúc này cho tải mã tiêu diệt vào ổ cứng. Mọi chuyện không hề đơn giản như họ nghĩ. Tất cả đồ vật nơi đây có gắn chip pan đều sống dậy. Chúng bao vây khá đông đảo. Mã tiêu diệt lúc này chưa được tải xong. Các đồ vật đều bật chế độ tàn sát, đuổi theo tấn công bọn họ. Cả nhà nhanh chân vào lấy vũ khí không có gắn chip. Nhưng không cái vật cũng được gắn chip. Máy hút bụi cũng vừa đòi tấn công. Ngay lập tức chúng đều tự sát dưới thang máy. Cả nhà ra sức chống cự. Sau đó là chạy trốn vào cửa hàng đồ chơi. Không may cho bọn họ là nơi đây có hàng ngàn con Furby có chip van. Bọn chúng nhảy xuống như cơn mưa tấn công. Ông bố ra tay bắn chết một con. Lũ Furby liền triệu hồi con trưởng lão để trả thù. Mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển. Một con Furby siêu to khổng lồ phá tan cửa kính chui ra ngoài. Cả nhóm cùng nhau tháo chạy ra ngoài. Furby còn bắn ra tia năng lượng như một con Godzilla, mạnh mẽ tấn công bọn họ. Tia năng lượng mạnh đến nỗi làm ngã cây cột đè lên một tên robot. Mẹ Kaite bất chấp mọi nguy hiểm chạy đến cứu con robot. Chạy được đoạn thì không còn lối thoát hiểm. Ông bố liền nghĩ ra một cách, đó là dùng những sợi dây đèn làm thành một cái bẫy sinh tồn. Ông bố chạy lên trên đợi con Furby khổng lồ đi vào vòng tròn và nhảy đến bắt lấy sợi dây. Không sao có thể hạ được một con siêu to khổng lồ như này đây. Thấy thế cả gia đình cùng đu lên sợi dây, nhưng vẫn không đủ nặng. Furby khổng lồ chuẩn bị phun ra hơi thở nguyên tử thì hai con robot cũng hỗ trợ kéo bọn họ xuống, thành công hạ được nó. Năng lượng của nó bắn thẳng vào bộ định tuyến, thế là tất cả đồ vật đều bị ngắt kết nối, mọi thứ đều trở lại bình thường, cả nhà vui vẻ chạy ra ngoài. Nhưng mã tiêu diệt thì chưa tải lên thành công, vì bộ định tuyến đã bị hư hỏng. Bao cố gắng của Cathy giờ trở thành công cốc. Cô ngồi buồn bã. Ông bố thấy vậy liền sửa lại con xe. Ông muốn đi đến thung lũng silicon để tiêu diệt bọn chúng. Ông luôn động viên mọi người cố lên. Cathy muốn có một cảnh quay thật là ngầu nơi đây. Thế là bọn họ như một biệt đội siêu anh hùng bước ra từ vùng tối. Trở lại với cô trợ lý ảo, nhiệm vụ tàn sát gia đình Cathy đã thất bại. Cô ta vùng vẫy trên bàn để xả cơn giận dữ. Sau đó cô ta triệu hồi hạm đội robot siêu cấp VIP Pro ra nhận lệnh. Hắn thể hiện sức mạnh bằng một màn đồ sát mấy tên robot thế hệ cũ. Cô ta ra lệnh chia rẽ gia đình Mitchell. Tình hình bây giờ rất nguy hiểm cho nhà Mitchell. Bọn họ rất cẩn thận khi ra ngoài. Lên xe, ông bố thấy con gái mình lạnh run người. Ông liền lấy áo đắp cho cô. Trên đường đi ông bố và chú cun ngáy rất to, khiến Cathy thức giấc. Chạy được đoạn cả nhà phát hiện ra trên bầu trời lúc này đầy những vì sao sáng. Nhưng không phải vậy, đó là hàng ngàn chiếc kén đang bắt giữ con người trong đó. Trong đó có nhà hàng xóm Bozy, cậu em trai cũng rất lo lắng cho cô bé nhà này. Nhưng vô tình bị chị gái phát hiện ra, cậu liền bóp nát bức hình vẽ cho chú cún ăn. Pan lúc này đang ra lệnh bọn robot trong cái hình thoi lơ lửng. Lũ robot đang nhận nhiệm vụ của trợ lý ảo. Kaite liền đưa ra kế hoạch, đó là tất cả mọi người cùng cải trang làm robot lẻn vào bên trong, dùng mã tiêu diệt để khử cô ta và giải cứu thế giới. Sau đó là một buổi ăn tối tại nhà hàng sang trọng, nhưng mơ thế là đủ rồi, cùng nhau hành động thôi nào. Cả nhà liền hạ bọn robot và cải trang thành chúng, còn chú cún không thể nào để ở lại được. Aaron bèn nghĩ ra một cách cực kỳ dễ thương, để Monchi trên đầu mình và đi thôi. Bọn họ cùng nhau bắt chước những động tác của robot, từ từ đi theo phía sau chúng. Bọn họ rất lo lắng khi thấy xung quanh toàn là những con robot sát thủ. Trợ lý hung ác bắt đầu thông báo cho bọn robot, có lẽ nhà Mitchell đang ở xung quanh đây và cải trang thành các người. Hãy cảnh giác với mọi robot có hành động lạ. Vừa nói xong, bất ngờ một con robot té ra khỏi hàng. Robot sát thủ liền đến tàn sát ngay không thương tiếc. Nhưng đó chỉ là robot thế hệ cũ. Điều này khiến gia đình Cathy sợ hãi phát mồ hôi. Họ tiếp tục tiến về phía trước, đến cầu thang liền lẽn lên trên, đi vào con tàu điều khiển chạy lên tòa tháp. Lúc này trợ lý mở những hình ảnh nhằm chia cắt gia đình Cathy, rằng bọn họ chẳng có khả năng gì và giả vờ như một gia đình bình thường. Kể cả khi đối tốt với nhau, tất cả chỉ là lừa dối nhau. Cô ta mở đoạn Cathy làm hòa với bố. Những lời nói bồng bột của cô khiến bố cô vô cùng đau lòng. Ông lỡ tay buông cần điều khiển con tàu, khiến nó rơi tự do và làm nguy hiểm cho cả nhà. Điều này đã làm cho trợ lý ảo phát hiện ra bọn họ, sau đó ra lệnh robot sát thủ tấn công cả nhà. Bọn họ rơi vào tình cảnh hết sức nguy hiểm đến tính mạng.
Cathy vô cùng xin lỗi bố vì đã lỡ nói ra những lời đó. Hai con robot đi theo nhà Cathy cũng bị xâm chiếm, đưa ra lệnh mới bắt cả nhà lại, chúng còn phá hủy đi mã tiêu diệt. Bố mẹ Cathy đều bị bắt, còn cô và cậu em trai nhanh chóng trốn thoát, trợ lý ra lệnh cho robot đi tìm bọn họ. Không biết phải làm gì tiếp theo, hai chị em lúc này chạy về chiếc xe của mình, lấy ba lô chạy vào khu rừng gần đó để lẫn trốn. Bọn robot đang truy lùng hai chị em giáo giết, Aaron buồn khóc nói rằng sao chị lại nói những lời đó với bố. Aaron mở máy quay ra xem, thì thấy những hình ảnh của bố vì chị Cathy mà từ bỏ ước mơ của mình, giờ cô mới nhận ra rằng bố thương cô đến chừng nào. Lúc này Cathy biết rằng mình phải làm điều này để bù đắp cho gia đình, bố cô đã bị bắt giam bên trong cái kén, phòng kế bên đó là giám đốc Van. Anh ta đang xem video mà Cathy đã xuất bản, video của Cathy làm anh ta vui vẻ, bộ phim nói lên cuộc đời và ước mơ của cô bé. Điều đó cũng khiến ông bố chạnh lòng, đang buồn bã thì bên dưới xuất hiện đó chính là con xe, và cô bé Cathy đang lái về phía ông. Trợ lý ra lệnh ngăn chặn cô bé lại, lúc này Cathy kích hoạt khiên chó, khiến bọn robot không phân biệt đây là chó hay là heo. Thế là robot bị lỗi hệ thống, không hoạt động được nữa, bọn chúng liền chặn đường cô bằng những con xe phế liệu. Cô liền bật tuyệt chiêu của bố mình, thành công bay qua đó, ông bố rất vui mừng vì điều này. Khiên chó bắt đầu phát huy tác dụng cực mạnh, khiến rất nhiều robot bị hư hỏng, nhưng chúng rất đông đảo. Ông bố liền nghĩ ra một cách đó là, nếu phát video của con bé trên tất cả màn hình, thì có thể tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Mark nói đầu tiên ta cần ra khỏi đây, bảng điều khiển đang ở đây. Để mở được nó ta cần tua vít chống trượt, nhưng thằng điên nào lại mang nó bên người suốt chứ? Rất may là bố Cathy luôn mang nó bên người, thành công mở được và thoát ra ngoài. Và giờ ông cần đến bàn điều khiển để mở video của cô bé trên YouTube. Việc này cần phải có người giúp đỡ, đó chính là người vợ của mình. Lúc này bà cũng thành công thoát ra bên ngoài, cả hai nhanh chân chạy về phòng điều khiển. Sau đó nhảy xuống dưới, vô tình tấm kính bể ra rơi xuống hạ con robot. Lúc này bọn robot sát thủ cũng đến bắt bà Linda đi. Ông bố do không rành về công nghệ, loay hoay một hồi ông mới mở được YouTube, và sau đó là ấn nhầm vào một video khác. Bên dưới Cathy đang một mình chống chọi với rất nhiều robot, Cathy bắt đầu tăng tốc con xe, chạy thật nhanh lên đỉnh ngọn tháp. Bên ngoài cậu em Aaron đã bị bọn chúng bắt đi, bà mẹ thấy con trai Aaron bị nhốt vào cái kén, bà lúc này nổi cơn thịnh nộ, bật chế độ đồ sát, bắt đầu dùng khả năng của sư tử Hà Đông, hạ từng tên một không chừa một ai, một con robot sát thủ định bỏ chạy, nhưng bà vẫn không tha, đập nó tơi tả, bà như một chiến binh cưỡi trên người con robot, tiếp tục là màn tàn sát bọn robot hung tợn. Các ông chồng đã thấy sức mấy của các bà vợ chưa nào, sau một lúc lần mò trên YouTube, ông bố cũng tìm ra được channel của cô bé. Chưa kịp bấm vào nút chia sẻ, thì lũ robot cũng vừa đến, chúng bắt và khống chế ông, Cathy thì đang cùng với khiên chó của mình, vượt lên trên trụ sở chính, thế là bắn một phát hạ tám khiên chó, các robot khác đều được khôi phục hệ thống, chúng bay đến tấn công làm thủng lớp xe, Cathy mất lái, sau cùng một tên cũng đã khống chế cô, chú cún rơi xuống dưới. Rất may được một con robot đỡ lại, cô trợ lý đưa Cathy đến trước mặt mình, Cathy vùng vẫy đòi cứu gia đình mình, bà ta muốn biết lý do cứu bọn họ. Như câu hỏi đã từng hỏi với Mark, Cathy lúc này nói ra hết tất cả những suy nghĩ của mình về gia đình, dù mọi chuyện có ra sao, bố mẹ luôn muốn con cái được hạnh phúc ấm no. Những gì bố làm chưa chắc đã đúng nhưng bố luôn cố gắng vì gia đình này, cả nhà luôn cố gắng để xích lại gần nhau hơn và điều đó luôn có hiệu quả. Cathy kể khá dài, khiến bà trợ lý ảo bật luôn cả chế độ ngủ, nhưng ta là một cổ máy thì làm sao hiểu được tình cảm của con người. Thế là bà ta cho thả rơi Cathy, đang rơi tự do thì Cathy phát hiện trên màn hình là chú cún con nhà mình. Thì ra ông bố đã thành công chia sẻ nó lên tất cả màn hình ở đây, tất cả robot đều bị lỗi hệ thống rơi xuống. Rất may là ông bố kịp thời cứu cô thoát chết, ông cưỡi lên hai con robot mà nhà cô đã cứu, chúng đã không còn bị kiểm soát như mấy con khác. Chỉ còn những con robot sát thủ là không bị lỗi hệ thống mà thôi. Thế là Cathy mở bài nhạc yêu thích của hai bố con, cùng nhau nhảy theo điệu nhạc, và sau đó là màn song kiếm hợp bích, tấn công bọn chúng. Không gì có thể cản lại sức mạnh của hai bố con, cả hai cùng hành bọn chúng cho ra bã. Đang tấn công thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện tia sáng, thì ra đó chính là mẹ của Cathy, bà xuất hiện như một ninja thực thụ. Bọn chúng muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, ngay sau đó bà bật chế độ đổ sát, gia đình Cathy lúc này như một biệt đội siêu anh hùng family. Nhà hàng xóm cũng rất ngưỡng mộ bọn họ, sau đó bố mẹ cô đánh lạc hướng lũ robot, cho Cathy bay vào bên trong, bắt lấy bà trợ lý ảo. Và vượt qua mấy con robot xấu xa, nhảy ra khỏi đó, quăng chiếc điện thoại muốn tiêu diệt con người này xuống hồ bơi bên dưới, không may nó đụng phải cái dù, và rơi ra ngoài hồ bơi, chú cún lúc này tập trung hết mức có thể để bắt lấy ta, chiếc điện thoại rơi vào ly nước gần đó, thành công phá hủy được nó, căn cứ cũng bị đổ sập xuống, mọi người từ đây được giải cứu, ai nấy đều được đoàn tụ,
Nhà hàng xóm rất cảm kích với những gì mà gia đình Mitchell đã làm. Cậu Aaron lúc này lấy hết dũng khí đến bắt chuyện với người con gái mà mình thích và mời cô bạn về nhà để tám chuyện khủng long. Cả nhà nhận ra Kathy không có ở đây. Chạy đến nơi thì bọn họ nhận ra Kathy đang nằm bất động. Không sao, Kathy vẫn ổn. Cô chỉ lừa bố mình cho chú cún liếm vào mặt của ông. Cả nhà còn chụp lại một tấm hình làm kỷ niệm. Mọi thứ trở lại như bình thường. Kathy giờ đây đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình. Cô được đến trường điện ảnh. Bố cô cũng đã đăng ký kênh YouTube của Kathy. Các bạn cũng thế nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Doc Review nè. Phim đến đây là hết rồi. Các bạn thấy đấy, dù cho mọi chuyện có như thế nào đi nữa thì gia đình chúng ta vẫn là trên hết. Hãy luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho người thân khi chúng ta còn có thể. Dịch bệnh rất nguy hiểm, các bạn hãy cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại lần sau tại Doc Review.